Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Lần trước thì chúng mình đã đem tới cho các bạn bài review về bộ phim Gogo Sentai Boukenger, series kỷ niệm 30 năm ra đời của Super Sentai. Xong, chỉ một bài review thôi là chưa đủ để khai thác hết bộ phim này. Bởi vì là một phần phim kỷ niệm, Boukenger được cài cắm vô cùng nhiều các chi tiết ẩn gợi nhắc về những đội Sentai tiền nhiệm đã ra mắt trước đó. Và đây cũng sẽ là chủ đề mà nhóm chúng mình tập trung đem tới cho các bạn ngày hôm nay. Giờ, hãy cùng RTK Media tiến tới tìm hiểu Boukenger và 50 chi tiết gợi nhắc thú vị nhé! Những thông tin được cung cấp trên video này là nội dung chính thống được chúng mình tổng hợp và trích xuất từ tạp chí Super Sentai Robot Art Collection để gửi tới cho các bạn. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, ta cùng nhau khám phá nào! Ok, và để dễ theo dõi, chúng mình sẽ bóc trứng các Easter eggs theo thứ tự ra đời của các phần phim Super Sentai nhé! Với Himitsu Sentai Goranger, ra mắt vào năm 1975, chiến đội Super Sentai đầu tiên trong lịch sử, Boukenger đã gợi nhắc cho chúng ta tới một vài chi tiết tiêu biểu như: 1. Kami Kodom, hộ vệ tối thượng của nền văn minh Kodom, ngôi đền nơi các Boukenger tới truy tìm trái tim Kodom và vô tình đánh thức đại thần quán Gaja, có thiết kế dựa trên chiến cơ Varibrun, một chiến hạm bay được chế tạo bởi tổ chức Ego dành cho nhóm Goranger, được lái chính bởi Akirashime Aoranger. Một vài chi tiết tiêu biểu như 3 chiếc vút nhọn ở đầu một bên cánh máy bay, cũng như hai cánh quạt trong chóng ở phía sau đã được khéo léo đưa lên tạo hình của Kami Kodom. 2. Đại thần quán Gaja thì có tạo hình dựa trên Varikikun, một khinh khí cầu chuyên chở hành khách được lái bởi Momo Ranger, xuất hiện từ tập 69 tới tập 84 của Himitsu Sentai Goranger. Chi tiết dễ nhận thấy nhất chính là phần nón to bành của Gaja rất giống với bóng khí cầu từ chiếc Varikikun. 3. Pachacamac thập nhị, kẻ kế thừa vũ trụ quyền pháp đời thứ 12, xuất hiện trong sự kiện Team Up của Gekiranger và Boukenger, kẻ đã bắt cóc Sakura và uy hiếp Akashi nhằm về trái đất cướp lại 2 viên bảo ngọc từ chỗ Ryo và nhóm Gekiranger, mở ra bí mật của vũ trụ quyền pháp. Nhân vật này với thiết kế hai cánh tay ở hai bên vai giúp liên tưởng tới Varidorin của Goranger. 4. Tiếp theo đây là một chi tiết gợi nhắc từ chiến đội Battle Fever J, ra mắt vào năm 1979, là chiến đội đầu tiên được công nhận là Super Sentai. Trước khi Choshinsei Flashman được ra mắt, cả Goranger và Chiaka đều đã không được công nhận là Super Sentai. Xuất hiện trong tập 6, Mogari là một tượng đá samurai bảo vệ một Precious là Kubi. Mogari đã đánh thức sau khi Gacha đã lấy mất Kubi đi. Mogari thiết kế dựa trên người máy đầu tiên trong lịch sử Super Sentai, Battle Fever Robo. Và giờ, những Easter eggs ngay tiếp theo đây sẽ tới từ những cỗ máy hủy diệt Quester Robo do hai tên Ashu là Guy và Ray phối hợp điều khiển. Easter eggs thứ 5 sẽ gợi nhắc từ chiến đội Denshi Sentai Denjiman, ra mắt vào năm 1980, với Quester Robo Radio. Xuất hiện trong tập 36 của Boukenger, được thiết kế dựa trên siêu người máy Daidenjin của các Denjiman, mecha đầu tiên của Super Sentai, được triển khai hệ thống biến hình chuyển dạng từ chiến cơ sang người máy. Chi tiết tương đồng dễ nhận thấy nhất là ở phần gương mặt và giáp mũ của hai cỗ máy. Thứ 6, Quester Roboblaze xuất hiện trong tập 31 của Boukenger, gợi nhắc tới chiến đội Tiger Sentai Sun Vulcan, ra mắt vào năm 1980. Cụ thể là Sun Vulcan Robo, mecha Super Sentai đầu tiên ứng dụng hệ thống hợp thể hai cỗ máy phương tiện trở thành một siêu người máy hoàn chỉnh, từ đó đưa tới thuật ngữ cắt tai trong Super Sentai. Chi tiết tương đồng nằm ở phần gương mặt và họa tiết ở hai bên giáp vai. 7. Nối tiếp Quester Roboblaze sẽ là Quester Robo Turbo. Người máy này gợi nhắc tới Dyna Robo của chiến đội Kakaku Sentai Dynaman, ra mắt vào năm 1983. Phần đầu hình chóp bo tròn chính là chi tiết gợi nhắc trong thiết kế này. Đồng thời, Quester Robo Turbo còn là Easter egg cho cả Deka Wing Robo của Dairanger nữa, với đặc điểm nhận dạng là đôi cánh máy bay tạo thành hình chữ V tiêu biểu. 8. Choshinsei Flashman ra mắt vào năm 1986 sẽ là chiến đội tiếp theo được Boukenger gợi nhắc tới, với Quester Robo Cannon, xuất hiện ở tập đặc biệt Gogo Sentai Boukenger The Movie Báu vật tối thượng. Quester Robo này có thiết kế cảm hứng dựa trên Flash King. Đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy nhất là họa tiết viên ngọc trên đầu cũng như biểu tượng hình chữ V ở ngay giữa ngực. 9. Quả trứng tiếp theo sẽ là về một series ra mắt vào năm 1987, Hikari Sentai Maskman. Quả trứng này dành cho sinh vật tối thượng Homunculus, một sinh vật do Quester tạo ra, xuất hiện ở trong tập 41 và 42 của series. Sinh vật này lấy thiết kế cảm hứng từ Garashi Robo. Ngoài ra, Quester còn tạo ra một chiếc máy bay Quester Jet-over, một chiếc máy bay có thể kết hợp và điều khiển để khống chế Homunculus. Chiếc Quester Machine này được thiết kế dựa trên Maski Fighter của Maskman. Và khi Quester Jet-over và Homunculus kết hợp, hình dạng của nó gợi nhớ tới cỗ máy Grade 5 với hình dạng chiếc phi cơ gắn trước ngực rất dễ nhận thấy. Tiếp theo là quả trứng dành cho Chochu Sentai Life Man, series Super Sentai đầu tiên lấy cảm hứng từ chủ đề động vật, ra mắt vào năm 1988, với Life Robo là nguồn cảm hứng thiết kế cho cự thần Kakadon, xuất hiện trong tập 20 của Boukenger. Đây cũng chính là tập phim đã đánh dấu lần đầu ra trận của siêu người máy Siren Builder, được điều khiển bởi Bouken Silver Takaoka Eiji. 11. Tới với GQ Sentai 5 Man năm 1990. Boukenger đã khéo léo thông qua người máy hủy diệt Quester Robo Elite, xuất hiện trong tập 28 của bộ phim, để gợi liên tưởng cho người xem về những hợp thể và siêu hợp thể của các Five Man. Cụ thể ở đây, hình dạng cơ bản của Quester Robo Elite gợi liên tưởng tới Five Robo, với hình dáng khá cơ khí và vuông vức, cùng họa tiết nho nhỏ hình chữ nhật và hình chữ V ở trên giáp ngực. Còn khi trang bị bộ giáp huyền thoại, Quester Robo Elite lại giống với Super Five Robo, với họa tiết tương đồng dễ nhận thấy ở phần giáp ngực và giáp vai. Ngoài ra, cơ chế hình thành Super Five Robo là việc biến Star Five trở thành bộ giáp bao ngoài trang bị cho phần lõi bên trong là Five Robo. Điều này cũng hoàn toàn chuẩn xác với cơ chế kết hợp giữa Quester Robo Elite và bộ chiến giáp huyền thoại. Không những vậy, Boukenger còn có một easter egg thú vị dành cho Five Man, đó là tên quái vật Shirubegami của phe Dark Shadows, xuất hiện trong tập 32 của Boukenger. Tập phim, các Boukenger phải tới theo học tại một ngôi trường đào tạo nhà thám hiểm. Shirubegami gợi cho ta liên tưởng tới Max Magma, một siêu người máy khổng lồ chuyển dạng từ trung tâm chỉ huy Magna Base ở Hoshikawa của các Five Man. Điểm tương đồng nằm ở các chi tiết trên phần vai và cổ tay. Với Choshin Sentai Jetman năm 1991, chiến đội điều nhân hợp thời đại đã cứu vớt sự sống còn của loạt phim Super Sentai. Boukenger cũng dành ra một chi tiết gợi nhắc không hề nhỏ, đó là hình dạng Demon Bird của Maboroshi no Gekko, xuất hiện trong tập 44, gợi liên tưởng trực tiếp tới Jet Garuda, người máy khổng lồ thứ hai của các Jetman, biến hình từ phi cơ khổng lồ Bird Garuda. Cũng đồng thời giúp siêu hợp thể đưa Jet Icarus lên hình dạng tối thượng của mình là Great Icarus. Với những nét tương đồng quá rõ ràng giữa Demon Bird và Jet Garuda, có lẽ chúng mình cũng không cần phải giải thích gì thêm về easter egg này. Tiếp theo, ta tiến tới tộc Ác Long Jiryu, cùng một vài chi tiết liên tưởng trực tiếp tới Kyoru Sentai Jiranger năm 1992, chiến đội đầu tiên lấy mô típ động vật thời tiền sử làm nguồn cảm hứng, và cũng là bộ phim đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho việc dòng phim Super Sentai được Mỹ mua lại để chuyển thể trở thành Power Rangers. 14. Với sáng tạo vương Ryuwon, thủ lĩnh tộc Ác Long Jiryu. Ông có thiết kế dựa trên hợp thể chính của nhóm Jiranger, Dairanger, một cỗ máy có lẽ không còn mấy xa lạ đối với những bạn fan của Super Sentai, và hơn thế nữa là những fan ruột trung thành của Mighty Morphin Power Rangers. Với phần ngực có tạo hình răng nanh, phần giáp nón với hai chiếc sừng nhọn, phần giáp vai cân đối được cách điệu, và ống quần màu trắng với dải viền đen chạy chính giữa. Sự tương đồng giữa Ryuwon và Dairanger là quá rõ ràng. Có Dairanger thì chắc chắn sẽ thật thiếu sót nếu như không có Dragon Caesar, một thủ hộ thú có tạo hình tương đối giống với ông tổ của dòng phim Tokusatsu, Godzilla. Đây là nguồn cảm hứng dành cho những thiết kế của Long Nhân binh Jiryu, đám tùy tùng trung thành đi theo phụng sự Ryuwon. Phần đầu của các Jiryu này được thiết kế gần như giống với Dragon Caesar tới khoảng 60-70%. 16. Dragon Caesar khi kết hợp cùng với những thủ hộ thú khác sẽ cho ra hình dạng hợp thể đầu tiên là Goryujin. Đây cũng là nguồn cảm hứng mật thiết cho thiết kế của tà ác long Rindom, xuất hiện trong tập 13 của Boukenger. Tiếp theo là chi tiết gợi nhắc về một trong những carrier mecha để lại dấu ấn khá lớn trong lòng các fan, thú kỵ thần Brachion, xuất hiện lần đầu trong tập 29 của Dairanger. Cỗ máy này đã trở thành nguồn cảm hứng thiết kế cho đại tà long Dorudo, góp mặt trong hai tập đầu tiên của Boukenger. Với chiếc cổ dài, ụ pháo gắn hai bên vai, cùng vòng tròn rất to đặt ở dưới hạ bộ, chính là những chi tiết tương đồng gợi nhắc tới thiết kế này. Giờ ta sẽ cùng nhau bước sang Gosei Sentai Dairanger, ra mắt vào năm 1993, một chiến đội khá thú vị lấy cảm hứng từ võ thuật và văn hóa Trung Hoa. 18. Hình dạng Ashu của Gai lấy cảm hứng từ khí truyền võ nhân Ryuseo, cỗ máy biến hình độc lập từ khí truyền thú Ryuseo của Ryoranger, Thiên Hỏa Tinh Ryo. Còn hình dạng Quester của hắn thì dựa trên Dairanger, các tay chính của nhóm Dairanger, hợp thể từ 5 khí truyền thú tinh, do 5 chiến binh Dairanger điều khiển. 19. Cũng dựa theo quy luật đó để áp dụng vào Ray, ta có hình dạng Ashu của hắn lấy cảm hứng dựa trên khí truyền võ nhân World Tiger, cỗ máy biến hình độc lập từ khí truyền thú World Tiger. Còn hình dạng Quester thì được dựa trên Kiba Dio. Hai hình dạng hợp thể và siêu hợp thể của cỗ máy này được điều khiển bởi Gekiranger, Ko. Một fun fact thú vị cho các bạn về cách đặt tên của cỗ máy này đó là World Tiger. Theo cách phát âm tiếng Nhật sẽ là World Taiga, có nghĩa là Vương Đại Nha. Còn Kiba Dio sẽ là đảo ngược của cách viết trên. Dịch từ Hán tự ra sẽ là Nhà Đại Vương. Hiểu nôm na đều có nghĩa là ông vua của những chiếc nanh lớn. 20. Tên Ashu Hyoga đồng hành cùng với Gai trong tập 17 của Boukenger thì được thiết kế dựa trên siêu khí chuyển võ nhân Đài Mugen, vừa là cỗ máy biến hình chiến đấu độc lập, vừa là Carrier Mecha của các Dairanger. Chi tiết tương đồng ở đây chính là những họa tiết mai rùa ở giáp ngực. Tiếp theo, Yakuryu Talong, tên ác nhân với tà thuật phong thủy xuất hiện trong tập 27 của Boukenger, gợi cho ta tới với Daijin Ryu, con rồng khổng lồ được tạo ra để bảo vệ cho sự cân bằng của vũ trụ, để ngăn chặn cuộc xung đột ấu trĩ giữa con người bằng cách hủy diệt trái đất. Các chi tiết tương đồng giữa Talong và Daijin Ryu gần như được thể hiện một cách quá rõ ràng, nên chắc chúng ta cũng không cần phải soi xét quá nhiều. Nối tiếp Dairanger, hãy cùng chúng mình khám phá tới Ninja Sentai Kakuranger, chiến đội nhẫn giả ra mắt vào năm 1994, và những nguồn cảm hứng thiết kế đã được sử dụng cho phe Dark Shadows của Boukenger nhé. 22. Yami no Yaiba có thiết kế dựa trên Muteki Shogun. Các tay chính thức được các Kakuranger sử dụng. Ngoài việc hơi thở thiết kế đều lấy cảm hứng từ nhẫn giả, Yaiba còn tương đồng với Muteki Shogun ở một vài điểm như họa tiết hình ngũ giác ở giữa ngực hay họa tiết hình đầu hạc trên giáp mũ. Thêm vào đó, khi phần mặt nạ của Yaiba được mở ra, thì phần nhân dạng bên trong được lấy cảm hứng dựa trên gương mặt tà ác của cương tinh thú Giga Phoenix trong Seiju Sentai Gingamang. 23. Maboroshi no Gekko thì mang thiết kế dựa trên thánh nhẫn thú Tsubasa Maru, là một trong tam thần tướng hộ vệ của Kakuranger, xuất hiện lần đầu trong tập 23 của series. Tsubasa Maru còn được biết đến nhiều hơn bởi các fan Power Rangers với cái tên Falcon Zor, một trong những cỗ máy Zor mang đầy tính biểu tượng được điều khiển bởi Wairanger. Ngoài ra, xét về hình dáng và màu sắc thì Gekko ảo ảnh còn nhìn rất giống với Navigator Robo Taku của Time Ranger nữa. Vậy là hai trong số tam thần tướng của Kakuranger đã được chúng mình đề cập, chỉ còn sót lại Kakure Dai Shogun mà thôi. Và cỗ máy này chính là nguồn cảm hứng thiết kế cho hình dạng Super Kazeno Shizuka khi cô hấp thụ giải lụa cầu vồng, giúp gia tăng thể chất và kỹ năng chiến đấu, thi triển nhẫn thuật và trở thành một đối trọng đáng gờm đối với các Boukenger trong tập 38 của series. Giờ là những chi tiết gợi nhắc dành cho Choriki Sentai Aoranger năm 1995. Với mô típ cổ đại, Aoranger quả là một nguồn tư liệu tham khảo vô cùng phù hợp cho những thiết kế của các quái nhân thuộc nền văn minh Godom. 25. Hình dạng tối thượng Gajadom của đại thần quan Gaja lấy cảm hứng từ O-Blocker, cắt tay thứ hai được nhóm Aoranger sử dụng, với phần chi tiết tương đồng nằm ở hai bên giáp vai. 26. Đám tùy tùng Katsu đi theo phụng sự Gaja thì có cảm hứng dựa trên Tucker Boy, một chiếc lốp xe khổng lồ với trí thông minh nhân tạo có thể chuyển hóa thành hình dạng robot bởi câu lệnh Tucker Boy khởi động. 27. Golem, một Precious đầy uy lực, xuất hiện trong tập 43, tập phim kỷ niệm lễ Giáng sinh của Boukenger, kẻ đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nhóm Boukenger chỉ vì một lần bất cẩn của cô nàng Santa. Precious này được lấy cảm hứng dựa trên Ganmajin, một chiến binh cổ đại đầy lòng tự tôn, dũng cảm và kiêu hãnh, xuất hiện lần đầu trong tập 37 của Aoranger. 28. Desperato, con quái vật đáng sợ được tạo ra bởi đại thần quan Gaja, hấp thụ năng lượng từ chiếc hộp Pandora Box, gây không ít khó dễ cho nhóm Boukenger trong những tập 47 đến 49 của series, được lấy cảm hứng dựa trên các tay chính của nhóm Aoranger, Aoranger Robo, với chi tiết tương đồng rõ rệt nhất tới từ phần giáp nón hình cánh chim. Cuối cùng trong số các quả trứng dành cho Aoranger là một tên tùy tùng Tsukumogami thuộc phe Dark Shadows có tên Mamorigami, xuất hiện ở tập 35, gợi cho ta liên tưởng về Carrier Mecha khổng lồ do King Ranger điều khiển, mang hình dáng một chiếc kim tự tháp, đó chính là King Pyramider, với những nét tương đồng khá dễ thấy ở cơ thể vuông vức, thẳng đuột từ đầu tới chân, chi tiết hình vuông đặt ngay giữa ngực, cùng những tạo hình ở phần đầu. 30. Còn quái vật tiếp theo, Kawazugami, thuộc phe Dark Shadows, được tạo ra từ ví tiền và máy hút bụi, xuất hiện trong tập 9 của Boukenger, gợi nhắc tới một mecha trong Gekiso Sentai Goranger năm 1996 đó là chiếc Vic Trailer, với điểm tương đồng nằm ở phần ngực nhô ra và được bo tròn. Tiếp theo sẽ là Zukangami, xuất hiện trong tập 22 và 24 của bộ phim, một tên quái vật với khả năng làm ảo thuật. Tạo hình của hắn gợi cho ta liên tưởng tới cỗ máy cắt tai chính của nhóm Denji Sentai Megaranger năm 1997, đó là Galaxy Mega, với phần thiết kế vuông vức và một chiếc khiên hình tròn nho nhỏ gắn ở tay trái là điểm tương đồng dễ thấy. Đồng thời, tuyệt chiêu của Zukangami cũng được dựa theo Galaxy Mega. Giờ ta sẽ tiếp tục bóc những quả trứng liên quan tới Seiju Sentai Gingamang năm 1998. Jakiryu Draiken, tên Jairyu xuất sắc, đã sống sót trong cuộc chiến sinh tồn giữa các Jairyu, được Ryugon ban cho quyền năng tiến hóa, xuất hiện trong tập 7 của các Boukenger, để lấy cảm hứng thiết kế dựa trên các tay chính của nhóm Gingamang, Gingai-o, với điểm tương đồng nằm ở phần giáp ngực, chi tiết đối xứng giữa hai bên vai và phần giáp mũ. 33. Nếu Draiken được lấy cảm hứng dựa trên Gingai-o, thì Jakiryu Naga được thiết kế theo hợp thân thú sĩ Butarus, là hình dạng robot của trọng tinh thú Gotarus, người bạn đồng hành của hắc kỵ sĩ. Naga là tên ác long được Ryugon cử đi để tìm kiếm Aqua Crystal cùng với Ragi trong tập 15 và 16 của cả bộ phim. Easter eggs thứ 34 và 35 sẽ dành cho hai cỗ máy khổng lồ được Ryugon chế tạo ra, liên thủ cùng Gaja phối hợp sử dụng để mở cuộc tập kích, hạ gục và bắt giữ nhóm Boukenger, đó chính là Dairanger Zarudo và Dairanger Girado. Một cỗ máy mang hơi hướng cơ bắp, thiên về sức tấn công, cùng một cỗ máy thiên về tính cơ động, gọn nhẹ và sự linh hoạt, là chi tiết gợi nhắc cực kỳ rõ nét tới cương tinh thú Giga Rhinos và cương tinh thú Giga Phoenix trong Gingamang. Tạm thời dừng lại ở phía tộc Jairyu, ta tiếp tục bước sang một tên tùy tùng của phe Dark Shadows, Akutagami, xuất hiện trong tập 25 của series, một tên Tsukumogami vô hại, được vô tình tạo ra bởi những đồ vật bị bỏ đi. Nguồn cảm hứng thiết kế của hắn tới từ Liner Boy trong QQ Sentai Gogo 5, với nét tương đồng tới từ tạo hình khá thân thiện, phần gương mặt tròn trịa và chiếc ngực dáng vẻ vuông vức nhưng được bo tròn ở các cạnh. Thêm vào đó là một chi tiết hình tròn được đặt ở ngay chính giữa thắt lưng. Vị trí số 37 dành cho một nhân vật mà chúng mình mới đề cập ngay ở phía trên, Ragi, một cư dân của thành phố biển, bị Ryugon thao túng và biến trở thành tay sai hòng tìm kiếm Precious có tên Aqua Crystal. Hình dạng quái nhân của anh gợi liên tưởng tới Time Robo Alpha của Mirai Sentai Dairanger. Time Robo đã được đề cập tới, giờ sẽ là V-Rex Robo. Cỗ máy chiến đấu có khả năng chuyển dạng từ khủng long sang siêu người máy, hoạt động dưới quyền chỉ huy Voice Command của Time Fire. Đây là nguồn cảm hứng thiết kế dành cho tên Kanadegami của phái Dark Shadows, xuất hiện trong tập 12 của bộ phim, với chi tiết tương đồng nằm ở phần đầu, giáp vai và cổ tay. Ngoài ra, dạng khủng long của V-Rex đã được sử dụng cho Jakiryu Grando trong tập 33 và 34, một sự kết hợp giữa Jakiryu của Ryugon và động cơ Gordon của Questers. Tiếp theo là một chi tiết gợi nhắc thú vị dành cho chiến đội tuổi thơ của nhiều bạn trẻ tại Việt Nam, Jakiryu Sentai Goranger, ra mắt vào năm 2001, với tên Ashu Oga xuất hiện từ tập 40 đến 42 của series, thủ lĩnh của tộc Ashu phương Tây, lấy cảm hứng từ Gao Hunter Evil, với nét tương đồng là gương mặt sói cùng chiếc sừng nhọn trên đầu. 40. Trong Gogo Sentai Boukenger The Movie, phản diện chính của phim Haidojin, với phần chi tiết trên đầu có lông mày dài và sừng, ngực có hình giống như đầu chim ưng. Hai bên cầu vai có hình thù khá giống với đôi mắt, gợi nhớ tới một hình dạng cắt tai rất mạnh của nhóm Gauranger, đó là Gao Icarus. Ngoài ra, khi hắn lộ ra hình dạng thật là Sting Cross, với đôi cánh lớn xòe ra cùng đôi mắt hai bên và đôi chân không còn sử dụng hình dạng chân người nữa, đã khiến chúng ta có những liên tưởng gợi nhớ tới Gao Centaurus. Và giờ là một trong những người bạn tuổi thơ khác của nhiều bạn trẻ tại Việt Nam, Nimbu Sentai Hurricanger, ra mắt năm 2002, với Jogami xuất hiện lần đầu trong tập 3 của series. Chi tiết hình tròn ở trước ngực và chiếc đĩa lớn ở bên vai trái đã giúp chúng ta không khó khăn để nhận biết được thiết kế dựa trên cỗ máy của nhóm Hurricanger, Senpujin. Nhắc tới Senpujin thì sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc tới Goraijin, cỗ máy chiến đấu chính của hai anh em nhà Kasumi, những học viên duy nhất còn sót lại của học phái Tần Lôi, là sức mạnh tiềm ẩn đã từng được ngủ sâu trong thung lũng Tần Lôi. Goraijin là nguồn cảm hứng thiết kế dành cho Takumigami, với thiết kế bánh răng và những ụ pháo lớn làm điểm tương đồng. Ngoài ra, chúng ta còn có Nedogami, một Tsukumogami tùy tùng của phái Dark Shadows, xuất hiện trong tập 14 của bộ phim, với thiết kế hình mặt trăng trước ngực, là hình ảnh gợi nhắc trực tiếp tới Karakuri vũ giả Furaimaru, một người máy mini có chi giác, là sự kết hợp từ hai bộ phận Furai Head và Furai Knuckles của hai trái cầu bay điều khiển số 7 và số 8, giúp cho Varikikun và Goranger, những học viên còn sót lại của hai học phái Tật Phong và Tấn Lôi, thực hiện bí kỹ lưu phái siêu việt phong lôi hợp thể cho ra hình dạng Gorai Senpujin, đánh dấu cột mốc các Varikikun và Goranger cùng nhau đồng lòng chiến đấu chống lại bè lũ Jakanja, nhân danh những nhẫn giả tinh cầu kế thừa truyền thuyết. Giờ là một vài chi tiết gợi nhắc tiêu biểu dành cho Bakuryuu Sentai Abaranger ra mắt vào năm 2003, nhóm chiến đội nổi bật với những bộc long đầy dũng mãnh và cuồng nộ. 44. Jakiryu Denbei xuất hiện trong tập 37 của series với tạo hình giống với linh vật Denbei của kênh truyền hình Moe TV, được lấy cảm hứng từ Abareno, với những chi tiết gai nhọn ở phần đầu làm hình ảnh gợi nhắc. Jakiryu Dagagin với khả năng biến đổi các xúc tu trên cánh tay của mình trở thành vũ khí, gây không ít khó dễ cho nhóm Boukenger trên hành trình truy tìm chiếc chìa khóa hắc ám tam thủ long trong tập 45 của bộ phim, thì được lấy cảm hứng từ Max Ocha. Ngoài những họa tiết gai nhọn đặc trưng, phần ngực của Dagagin cũng được thiết kế tương đối giống với giáp ngực của Max Ocha, nói chính xác hơn là phần đầu của Bakuryuu Styracosaurus. Tiếp theo là Daijaru Zorat, xuất hiện trong tập 16 và 33 của series. Những chiến đấu phi cơ dạng rồng của tộc Jairyu được chế tạo bởi Ryo, lấy cảm hứng trực tiếp từ bộc long mạnh mẽ nhất trong Abaranger, Bakuryuu Top Galer, cộng sự đồng hành đầy ăn ý của Abarakiller, chiến binh Abaranger đáng gờm nhất. 47. Nhắc tới Top Galer và Abarakiller thì có lẽ ta cũng không nên bỏ qua hình dạng cắt tai được sử dụng, Kirao, một cỗ máy sát thủ vô cùng đáng sợ đã từng hạ gục các Abaranger không biết bao nhiêu lần, và đồng thời chiến đấu ngang cơ với tà mệnh thần Dezumozoria, chung phản diện cuối của bộ phim Abaranger. Kirao là nguồn cảm hứng thiết kế cho nhân vật hoàng tử trong tập 26 của Boukenger, về điển tích của bé lọ lem Cinderella được cài cắm trong tập phim này. Nối tiếp sau đây sẽ là Madness Weather, một món precious xuất hiện trong tập 4 được các Jairyu tìm ra để điều khiển thời tiết theo ý chúng, nhưng lại vô tình khiến cho nó bị mất kiểm soát và biến trở thành một con quái vật. Phần cánh tay một bên kiếm, một bên khiên và sự xuất hiện trong cơn bão tuyết của Madness Weather là một chi tiết gợi nhắc rất rõ ràng tới Bakuren-o trong movie Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe mùa hè cuồng nộ giá lạnh. Giờ sẽ là hai quả trứng Easter egg cuối cùng được chúng mình đem tới cho các bạn, gợi nhắc tới series Mahou Sentai Magiranger. 49. Huyễn thú Lemurian xuất hiện trong tập 29 của series, một quái nhân mang hình dáng loài rồng, được tạo ra từ DNA của nền văn minh Lemurian và được sử dụng như một vũ khí sinh học. Sinh vật này được lấy cảm hứng trực tiếp dựa trên Magi Legends, các tay thứ hai của nhóm Magiranger, với chi tiết tương đồng là phần giáp đầu ưng điểu màu vàng kim, cặp móng vuốt cùng đôi cánh phía sau lưng. Sau khi huyễn thú Lemurian bị Akashi sử dụng thanh kiếm vàng kim chẻ làm đôi và bị tiêu diệt, Gaja đã kết hợp động cơ Kodom cùng quả trứng Lemuria để cho ra đời cải tạo huyễn thú Kodorum, mang tất cả sức mạnh vốn có từ huyễn thú Lemurian, nhưng xuất hiện với vẻ ngoài có phần cơ khí hơn. Kodorum được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng là Magiking, các tay chính của nhóm Magiranger, với chi tiết tương đồng là biểu tượng chữ M ở giữa ngực, chi tiết đối xứng hai vai và phần cánh phía sau lưng. Vậy, trên đây là 50 chi tiết gợi nhắc thú vị trong Gogo Sentai Boukenger, chiến đội Super Sentai thứ 30 mà chúng mình đã tổng hợp được. Các bạn nghĩ gì về ý tưởng thiết kế đã được chắt lọc đưa vào Boukenger? Các bạn có nhận diện được tất cả những ý tưởng thú vị đó không? Và liệu còn có chi tiết nào mà nhóm còn thiếu sót chưa đưa vào video này hay không? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé! Mong rằng video này đã đem tới nhiều kiến thức bổ ích dành cho các bạn. Đừng quên like, share và subscribe để tiếp thêm động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và mong sớm được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.